Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng Giêng 2019. Trà My kính chào quý vị. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nói tham nhũng công ở Việt Nam tăng nghiêm trọng năm 2018. Việt Nam xác nhận bắt giữ công dân Úc Châu Văn Khảm, Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Việt Nam chúc Tết lẫn nhau. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam xếp hạng 117 trên 180 quốc gia toàn cầu về chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2018, tức là đạt 33 trên 100 điểm, theo loan báo của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI ngày 29 tháng Giêng. Theo TI, thì các chỉ tiêu minh bạch của Việt Nam năm 2018 giảm 2 điểm so với năm 2017. Hàng năm, Minh Bạch Quốc tế xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công. Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn bị liệt kê vào hàng rất nghiêm trọng, dù trong những năm qua, Việt Nam được cho là có nhiều nỗ lực đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Minh Bạch Quốc tế khuyến cáo Việt Nam cần tăng cường liêm chính trong khu vực công, thực hiện hiệu quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức. Chính quyền Việt Nam xác nhận đã bắt giam ông Châu Văn Khảm. Hãng tin AAP của Úc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phản hồi qua email cho hãng tin DPA hôm 28 tháng Giêng cho biết ông Khảm bị tạm giam để điều tra vì vi phạm pháp luật Việt Nam. Hà Nội cũng xác nhận đang giam giữ ông Nguyễn Văn Viễn, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, người mà ông Khảm đã thu xếp gặp tại Sài Gòn trong chuyến đi từ Úc về Việt Nam. Đại diện đảng Việt Tân tại Úc cho VOA biết, ông Châu Văn Khảm và ông Nguyễn Văn Viễn bị Việt Nam bắt giữ hôm 12 tháng Giêng vì các hoạt động đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc nói đã nhận được tin ông Khảm, một thương gia 70 tuổi đã nghỉ hưu ở Sydney, bị bắt ở Việt Nam sau 2 tuần mất liên lạc. Hội Anh Em Dân Chủ cho biết hôm 14 tháng Giêng, Công an Việt Nam lục soát nơi cư trú của ông Viễn với cáo buộc ông có hành vi gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau khi Bộ Tư pháp Việt Nam nói rằng không đủ thẩm quyền ngăn chặn quy định của Hà Nội đặt ra hạn chế đối với việc người dân ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp dân, một luật sư cho rằng Bộ né tránh trách nhiệm và người dân nên kiện ra tòa về quy định bị xem là trái luật. Tranh cãi nổi lên hồi đầu tháng Giêng sau khi có quy định rằng khi đến trụ sở tiếp dân thành phố Hà Nội, dân không được ghi âm, ghi hình khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp dân. Quyết định số 12 hiệu lực từ ngày 3 tháng Giêng năm nay bị công luận phản đối. Nhưng trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật của Bộ Tư pháp, ông Đồng Ngọc Ba, ngày 28 tháng Giêng tuyên bố là Bộ không đủ thẩm quyền ra quyết định với chính quyền địa phương về lệnh cấm vừa kể. Luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA, các quy định hạn chế công dân ghi âm ghi hình cán bộ tiếp dân không chỉ trái luật mà còn vi hiến. Vì hiến pháp nêu rõ người dân có quyền giám sát công chức và các cơ quan nhà nước, do đó theo ông, công dân có thể kiện ra tòa. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng lệnh cấm ghi âm ghi hình cán bộ tiếp dân cũng đồng nghĩa với việc ngăn chặn các nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch, chống lạm quyền và chống tham nhũng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 28 tháng Giêng trao đổi thư chúc Tết, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng quan hệ hai nước Việt Trung sẽ đạt mốc phát triển mới. Tân Hoa Xã dẫn lời nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng Tết Nguyên Đán đánh dấu một sự khởi đầu mới và bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ phát triển lớn hơn nếu cả hai cùng nỗ lực. Đài Tiếng Nói Việt Nam trích thư chúc Tết của ông Trọng gửi ông Tập, trong đó bày tỏ vui mừng vì quan hệ láng giềng, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước được nhiều thành quả tốt đẹp trong năm qua. Ông Trọng cho biết sẵn sàng hợp tác với ông Tập để củng cố những gì đã đạt được trong quan hệ song phương, gia tăng các chuyến thăm và trao đổi cấp cao và củng cố lòng tin chung về chính trị, theo truyền thông Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Ở thị trấn Ba Chúc có hai tự viện từng là nơi mà lính Campuchia đã tràn qua sát hại dã man người dân xứ này, đó là chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1977, quân Khmer Đỏ bắt đầu đồng loạt nổ súng tấn công biên giới Tây Nam Việt Nam.
Ngày 18 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ tràn vào Ba Chúc, thẳng tay chém giết những dân thường vô tội. Nhiều người chạy tới chùa Phi Lai và Tam Bửu, song cũng bị quân Khmer Đỏ tàn sát dã man. Nói ngay nhà nước có kêu dân mình đi, dân không có đi. Đem xe lại người ta chở, mà dân không đi. Nói chiến tranh giặc lên giặc, không giết dân. Ta nghĩ vô đời Pháp thuộc ở đây cũng có chiến tranh nhiều đời quá rồi. Đâu có chiến tranh nào mà giết dân. Thì người ta nghĩ vậy đó, người ta mới chú ở lại. Người chủ quan là đi không biết sống làm sao, đi xứ người mà giặc này hoài biết chừng nào im. Bởi vì năm sau 76 là làm là tới 77, 78 luôn rồi. Chiến tranh nó kéo dài 3-4 năm vô nó vô, chứ không phải là nó cái cụp nó vô liền. 3 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 1978, nhằm ngày rằm tháng 3 năm Giáp Ngọ, quân đội của Pol Pot vượt biên giới tràn vào chùa Phi Lai. Quân Pol Pot bắn xối xả, tung lựu đạn giết chết tại chỗ hơn 80 người. Những người dân hốt hoảng tháo chạy ra cửa, bị quân Pol Pot dùng cây đập vào đầu hoặc bắn chết hơn 100 người nữa. Có 40 người đang ẩn trốn dưới bàn Phật cũng bị tung lựu đạn. Sau khi chạy lánh nạn, ngày 30 tháng 4 năm 1978, người dân Ba Chúc gồng gánh trở về. Vào chùa Phi Lai, họ thấy rất nhiều vết máu in trên tường vách. Khắp nơi mùi tử khí bốc lên nồng nặc bởi rất nhiều xác chết nằm ngồi đủ kiểu đang thối rữa. Thấy xúc động, cũng ngậm ngùi cho thời. Được siêu thoát. Giờ là những ngày giáp Tết Kỷ Hợi, cảnh vật chùa Tam Bửu thời khắc cuối năm vắng lặng. Tới tháng 3 âm lịch, nơi đây sẽ trộn rộn cho ngày giỗ chung lần thứ 41 của 800 người dân Ba Chúc đã bị giặc Pol Pot sát hại vào ngày rằm tháng 3 năm Giáp Ngọ. Dường như theo năm tháng, mọi thứ cũng qua đi, vết thương trong thể xác và tâm hồn người dân xứ này cũng lành lại. Một mùa xuân nữa đang về trên quê hương Ba Chúc của vùng Bảy Núi An Giang. Và ngay bây giờ là phần tin thế giới. Triều Tiên hôm 29 tháng 1 tuyên bố quan hệ Mỹ-Triều Tiên sẽ phát triển tuyệt vời nhanh chóng nếu Washington đáp lại những nỗ lực giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng bằng các biện pháp đáng tin cậy và hành động thực tiễn. Phát biểu trước hội nghị giải trừ quân bị do Mỹ bảo trợ, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Han Tae-sung nói rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục làm việc để thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Ông Han nói, hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 năm 2018 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang lại một bước ngoặt lớn trong quan hệ mà trước đó thuộc diện thù địch nhất trên trái đất và góp phần đảm bảo hòa bình và an ninh trên bán đảo bị chia cắt. Đại sứ Triều Tiên nhấn mạnh, nếu Mỹ đáp lại những nỗ lực của chúng tôi bằng các biện pháp đáng tin cậy và các hành động thực tiễn tương ứng, quan hệ song phương sẽ phát triển tuyệt vời với tốc độ nhanh chóng thông qua quá trình thực hiện các bước xác quyết và mang tính lịch sử. Ông Han nói với Reuters rằng ông không có thông tin về hội nghị thượng đỉnh thứ hai sắp tới giữa ông Kim và ông Trump. Theo Reuters, Ngoại trưởng Hàn Quốc tuần trước tại Davos nói khi ông Kim gặp ông Trump sớm nhất là vào tháng sau, Triều Tiên phải đưa ra các cam kết cụ thể về việc kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân như tháo dỡ tổ hợp hạt nhân chính của họ và cho phép các cuộc thanh sát quốc tế xác nhận quá trình này. Đại công ty viễn thông Trung Quốc Huawei bác bỏ các cáo buộc hình sự do các công tố viên Mỹ đệ trình cho rằng họ gian lận tài chính và đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Huawei hôm 29 tháng 1 phủ nhận họ hoặc công ty con hoặc chi nhánh của họ đã vi phạm bất cứ điều gì như cáo buộc. Huawei cũng nói không hay biết bất cứ hành vi sai trái nào của giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu và tin rằng cuối cùng tòa án Mỹ sẽ đưa ra kết luận tương tự. Trong bản cáo trạng 13 tội danh hôm 28 tháng 1 tại New York, các công tố viên buộc tội Huawei, bà Mạnh và hai chi nhánh vi phạm các chế tài của Mỹ nhắm vào Iran. Trong bản cáo trạng thứ hai công bố ở tiểu bang Washington, các công tố viên buộc tội Huawei và các chi nhánh tại Mỹ của họ về hành vi đánh cắp các bí mật thương mại, gian lận và cản trở công lý. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang vào tháng 12 sau khi chính quyền Canada bắt giữ bà Mạnh, giám đốc tài chính của Huawei và cũng là con gái của người sáng lập để dẫn độ sang Mỹ. Bà Mạnh đang bị quản chế tại Canada. Mỹ phải đưa cho Canada yêu cầu dẫn độ bà Mạnh hạn chót là ngày 30 tháng 1. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro quy trách nhiệm cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình trạng bạo lực tại Venezuela sau khi Mỹ áp đặt chế tài lên công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA của Venezuela. Các chế tài này phong tỏa bất kỳ tài sản nào mà
PDVSA có tại Mỹ, doanh nghiệp và công dân Mỹ bị cấm kinh doanh với công ty này. Ông Maduro cũng đả kích ông Trump trong diễn văn trên truyền hình tối ngày 28 tháng 1, cáo buộc ông Trump tìm cách thay đổi chế độ Venezuela bằng cách gây sức ép buộc ông Maduro phải nhượng lại quyền lực cho phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn. Tuần trước, ông Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ để đáp trả loan báo của ông Trump rằng Mỹ chính thức công nhận Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido là lãnh đạo lâm thời của Venezuela. Ông Guaido đã lên kế hoạch chi tiết cho quá trình chuyển tiếp quyền lực từ ông Maduro. Ít nhất 40 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ bạo động gần đây ở Venezuela, bao gồm 26 người bị lực lượng thân chính phủ bắn chết, 5 người chết trong các cuộc đột kích tại nhà và 11 người trong những vụ cướp bóc. Phát ngôn viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc Ruben Colvin cho biết hôm 29 tháng 1. Vẫn theo nguồn tin này, hơn 850 người bị giam giữ từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 1, trong đó có 77 trẻ em, một số em chỉ mới 12 tuổi. Trong ngày biểu tình lớn nhất hôm 23 tháng Giêng, gần 700 người đã bị giam giữ trên cả nước, con số cao nhất ở Venezuela trong 20 năm, ông Colvin cho biết. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra. Tổ chức theo dõi nhân quyền đầu tuần này cảnh báo ông Maduro có thể dùng tới bạo lực gây đổ máu để duy trì quyền lực. Hôm 23 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội và cũng là lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tuyên bố ông là tổng thống lâm thời, gọi việc tổng thống Maduro đắc cử vào tháng 5 năm 2018 là gian lận. Bước đi này của ông Guaido đã được Mỹ, Canada và nhiều nước Mỹ Latin nhanh chóng công nhận, trong khi Nga và Trung Quốc công khai ủng hộ ông Maduro, đẩy quốc gia Nam Mỹ này rơi vào khủng hoảng trầm trọng hơn. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump muốn tránh tái diễn chuyện chính phủ đóng cửa dù vẫn quyết xây hàng rào dọc biên giới Mỹ-Mexico, điều mà hầu hết các nhà lập pháp bên Đảng Dân Chủ không chấp thuận. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 28 tháng 1 nói ông Trump không muốn chính phủ phải đóng cửa lần nữa, nhưng bà Sanders cũng tái khẳng định mục tiêu của Tổng thống là đảm bảo an ninh biên giới và người dân Mỹ. Bà hối thúc các nhà lập pháp dân chủ thương thuyết một cách có thiện chí và đưa ra một thỏa thuận hợp lý. Các cơ quan liên bang đã mở cửa trở lại sau vụ đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử Mỹ. Cuối tuần trước, ông Trump đã ký một dự luật tài trợ tạm thời 3 tuần, được thiết kế để cho các nhà đàm phán của Quốc hội một cơ hội để soạn thảo một gói biện pháp tăng cường an ninh biên giới. Ông Trump cho biết ông thấy cơ may mà các nhà thương thuyết tại Quốc hội sẽ đạt được một thỏa thuận mà ông chấp thuận được đưa ra tới 50%. Tổng thống nói với báo The Wall Street Journal rằng ông không nghĩ là ông sẽ chấp nhận ngân khoản nào ít hơn 5,7 tỷ đô la tài trợ cho bức tường biên giới mà ông đòi hỏi. Trong một căn phòng nhỏ được thuê lại ở ngôi nhà số 308 phố Hewood, thành phố Fortress, ngoại ô Washington này, có một tủ sách đã được các bậc nhân sĩ gốc Việt trong vùng gìn giữ trong suốt 20 năm qua. Mỗi năm tủ sách lại có thêm vài đầu sách mới, phần lớn là những tác phẩm bị kiểm duyệt và không được xuất bản trong nước. Tới đây, độc giả yêu mến văn học và lịch sử Việt Nam có thể tìm thấy khá nhiều tác phẩm có giá trị về cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam trước đây, cũng như những tác phẩm văn học phản ánh thực tế và những tệ nạn trong đời sống xã hội Việt Nam hiện đại. Cuối năm 99, lúc mà tôi đặt chân tới đây đó, thì tôi đặt vấn đề với mọi người là mình phải làm sao mình đưa ra những cái tác phẩm mà mọi người biết mà phải giấu giếm như vậy ra. Đây là một. Cái lý do thứ hai nữa là tôi nghĩ cái thực tế của cái đất nước mình là nó ở trong một cái giai đoạn mà mình phải nói là nó đẫm máu, nhưng mà nó lại là cái giai đoạn mà tất cả những sự thật người ta che giấu hết. Những cái chuyện trắng trở thành đen, những cái chuyện đen trở thành trắng, những cái kẻ mà giết người trở thành những cái thứ ân nhân, mà những cái nạn nhân đang bị đày đọa thì lại phải tối ngày ghi ơn những cái thứ mà nó hành hạ mình. Thì tôi nghĩ những cái sự thật đó mình cần phải nêu ra. Trải qua 20 năm, tủ sách Tiếng Quê Hương của nhà văn Uyên Thao và người đồng sáng lập là nhà văn Trần Phong Vũ ở ngoại ô Washington đã xuất bản trên 80 đầu sách văn học, lịch sử và chính luận các loại của các tác giả cả trong và ngoài nước. Tất cả đều được chọn lựa một cách cẩn trọng và là những tác phẩm gây tiếng vang trong bạn đọc sau khi được xuất bản.
nguồn kinh phí để xuất bản những tác phẩm này cũng như tiền nhuận bút gửi biếu các tác giả đều đến từ tiền túi của những người tham gia xây dựng tủ sách và lòng hảo tâm của bạn bè thân hữu cùng cộng đồng. Nói chung cái văn học ở dưới cái quyền thống trị của chế độ ông Hồ thì tôi nghĩ nó chả còn là văn học, mình không thể gọi được là văn học. Bởi vì viết cái gì ra cũng phải theo đúng cái chỉ thị, phải viết cái này, phải viết cái kia, thì còn gì là cái chuyện sáng tác nữa. Thì cái điều đó rõ rồi. Thế còn ở miền Nam thì mình giữ được cái không khí khác hơn. Tuy rằng chính quyền vẫn có những cái hướng cũng tương tự như miền Bắc thôi, cũng muốn phải làm sao mà có những cái ngòi bút gọi là tâm lý chiến. Những câu chuyện liên quan đến tủ sách đặc biệt này qua lời thuật lại của nhà văn Uyên Thao và cộng sự thực sự khiến người nghe phải xúc động. Ví dụ như có những tác giả trong nước khi gửi tác phẩm tới với tủ sách sẵn sàng từ bỏ công việc và gia đình chỉ để những suy nghĩ chân thật và tác phẩm của mình được đến với độc giả. Và đó cũng chính là động lực để những người như nhà văn Uyên Thao hay nhà văn Trần Phong Vũ và các cộng sự vốn đều đã ở tuổi xế chiều vẫn miệt mài tiếp tục công việc, đem sự thật và văn học Việt Nam truyền bá cho nhiều người đọc, hiểu và chia sẻ. Dù có thể là tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ, nhưng Alaska lại là tiểu bang ít dân nhất nước Mỹ. 4/5 lãnh thổ của tiểu bang này chỉ có thể tiếp cận được bằng đường hàng không và rất nhiều thị trấn nhỏ sẽ bị cô lập hoàn toàn nếu không có các máy bay nhỏ. Cộng đồng Diomede nằm trên đảo Little Diomede ở giữa eo biển Bering, ngay chính giữa Alaska và nước Nga. Mời quý vị cùng tìm hiểu về đời sống người dân nơi đây. Nước Nga có thể được thấy rõ từ đảo Little Diomede, Alaska. Đây là lãnh thổ của Hoa Kỳ, nhưng chỉ nằm cách đảo Big Diomede của Nga, hay còn được gọi là Rachmaninoff, khoảng 4 km. Trước đây, những chiếc máy bay nhỏ thường bay đến Little Diomede vào mùa đông và hạ cánh trên đường băng đông đá. Nhưng lớp băng ngày càng mỏng hơn trong những năm gần đây. Hành trình này giờ được thực hiện bằng trực thăng. Cựu phi công hải quân Mike Kutipa bay tới Little Diomede 2 lần một tuần trong 8 năm qua, nếu thời tiết cho phép. Nó vẫn còn xa xôi hẻo lánh lắm. Những nơi này có khoảng cách rất xa, nơi hoàn toàn không có gì ngoài muỗi. Chúng tôi có các trang thiết bị để sinh tồn, thức ăn trong 8 ngày nếu chẳng may chúng tôi hạ cánh ở một nơi nào đó mà chúng tôi phải tự xoay sở lấy. Little Diomede là nơi tọa lạc làng Inupiat của Diomede hay Inuit. Năm 2018, có khoảng 80 người sống trên hòn đảo 7 km vuông này. Hầu như không có loài thực vật nào ở đây. Và điều này không đáng ngạc nhiên, bởi hòn đảo này chủ yếu là đá granite và thạch anh. Dân bản địa, trước đây sống trên đảo Big Diomede của Nga, di rời vào đất liền để xây dựng một căn cứ quân sự ở đây. Chúng tôi theo dõi họ 24/7 và họ cũng để mắt đến chúng tôi 24/7. Giữa các hòn đảo và ở giữa eo biển Bering là biên giới Hoa Kỳ-Nga và một đường đổi ngành quốc tế. Nếu một người đi từ Little Diomede đến Big Diomede, hành trình ngắn sẽ đưa du khách sang thẳng ngày hôm sau, trước 21 tiếng. Tuy nhiên, không nên thực hiện chuyến đi như thế. Chúng tôi nhận cảnh báo, đôi khi nghe thấy tiếng súng nổ đùng đùng, gần giống loại pháo 50 ly. Cuộc sống trên Little Diomede hầu như không thay đổi trong vài trăm năm qua. Không có đường, không có ô tô, không có hệ thống cống thoát. Trên thực tế, bạn thậm chí không cần tiền ở Little Diomede nếu bạn sống theo kiểu truyền thống. Mọi thứ đều có ở đó, ngoại trừ đường và cà phê. Biển cũng là nơi cung cấp thức ăn hàng ngày. Chúng tôi có trứng để ăn, nhưng là trứng chim. Hàng triệu con chim làm tổ ở đây vào mùa hè. Có khoảng từ 30 đến 40, 45 loài chim quanh đây. Còn vào mùa đông thì chúng tôi săn cá voi, gấu bắc cực. Phi công Mike Kutipa không ở lại trên đảo lâu. Thời tiết xấu nên anh vội vã dỡ hàng tiếp tế xuống và rời đi. Nhưng dù là những chuyến thăm ngắn ngủi, nhưng Mike và thợ máy Simon luôn được chào đón trên hòn đảo nhỏ bé, cô lập này.
Nhiều chuyên gia dự đoán rằng công nghệ mạng không dây thế hệ thứ 5 mới nổi sẽ cách mạng hóa toàn bộ nền kinh tế công nghiệp của thế giới. Họ nói rằng mạng 5G nhắm giữ chiếc chìa khóa cho một thế giới thông minh, hiệu quả, kết nối và giàu sang hơn. Nhưng một báo cáo của Quốc hội gần đây đã chỉ ra cách Trung Quốc dự định sử dụng quá trình chuyển đổi sang 5G và quyền truy cập vào hàng tỷ thiết bị điện tử nối mạng để thu thập thông tin, tình báo, phá hoại hay cho mục đích kinh doanh. Theo thông tin viên của đài VOA, thì mục tiêu của Trung Quốc là chấm dứt sự ưu việt của nền công nghệ cao Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi. Công nghệ mạng 5G sắp tới sẽ đưa hàng tỷ thiết bị mới lên mạng, thay đổi cách chúng ta làm việc và sinh sống. Nó mang lại tốc độ cực nhanh để hỗ trợ các công nghệ tiên tiến và hứa hẹn hàng triệu công ăn việc làm mới. Trung Quốc có ý định giành chiến thắng trong cuộc đua 5G. Kế hoạch Made in China 2025 được trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ 19 hồi năm 2017 đã nêu rõ mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc không chỉ là trở thành nước đi đầu về công nghệ mà rốt cuộc là chi phối nó. Chúng ta cũng có một đối thủ cạnh tranh đáng gờm đang dốc toàn lực tiến lên theo cách mà Hoa Kỳ buộc phải phản ứng. Và thách thức không chỉ Hoa Kỳ, mà nó sẽ gây ảnh hưởng trên toàn cầu cùng một lúc. Vấn đề của công nghệ 5G có dính đến viễn cảnh lớn hơn về an ninh quốc gia Mỹ, đến an ninh kinh tế của chúng ta và cả lập trường của các đồng minh của chúng ta trên toàn thế giới. Đến nay, có ít nhất 61 quốc gia đã đạt thỏa thuận hoặc công bố thử nghiệm các thiết bị do Tập đoàn Công nghệ Thông tin khổng lồ của Trung Quốc, Huawei, sản xuất. 10 trong số đó có cả Anh, Bồ Đào Nha, Ý, Mexico và Philippines đã công bố các thỏa thuận để bắt đầu sử dụng nó trong mạng 5G của họ. Số lượng ngày càng tăng các quốc gia lựa chọn Huawei gắn liền với các thỏa thuận thương lượng toàn diện của Trung Quốc, theo các lãnh đạo trong ngành. Trung Quốc sẵn sàng trợ cấp thiết bị ở mức chưa từng có trước đây. Đó là cách tiếp cận đa ngành, nhiều lĩnh vực với các công ty năng lượng và công ty mạng quy mô lớn. Ngoài ra, còn có áp lực ngoại giao, đầu tư vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các quốc gia đang gặp khó khăn về tài chính. Tiến bộ của Trung Quốc đang làm tăng mối lo ngại của Washington về việc sử dụng những thiết bị của Huawei tại các quốc gia có các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ như Đức, Ý và Nhật Bản. Huawei được biết là có mối quan hệ với các cơ quan tình báo và quân sự của Trung Quốc. Các nhân viên vũ trang của chúng ta, những người mong có thể sử dụng mạng 5G ở châu Á, châu Âu, Trung Đông, biết rằng họ sẽ chia sẻ những thông tin đó qua các mạng 5G được các công ty Trung Quốc kết nối là điều không làm họ cảm thấy thoải mái. Nhưng cố vấn chính sách kỳ cựu Karl Rove cho biết Trung Quốc không phải không mắc sai lầm. Trung Quốc có tiếng về các thiết bị và ứng dụng kém chất lượng. Sự lệ thuộc vào nợ nần ở châu Phi và châu Á khiến người ta nghi ngờ liệu các nước này có muốn phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc hay không. Điều thứ ba là liệu Trung Quốc có đủ tiền hay không. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thảo luận về vấn đề này bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is, let you down, from the movie Pitch Perfect 3. The film is about a singing group that reunites to perform for military troops. Listen for the phrase, let you down. Sure about this? Have I ever let you down? All the time. What? You're very unreliable. It's like one of the hallmarks of your personality. And you're not remembering all the times I've been awesome. So, what do you think let you down means? Is it disappointed you or pushed you to the ground? Listen again. Did you have the right answer? Sure about this? Have I ever let you down? All the time. What? You're very unreliable. It's like one of the hallmarks of your personality. And you're not remembering all the times I've been awesome.
Let you down means disappointed you. It can be used if another person does not do something you hoped or expected she would. Here, one character tells the other that she lets people down all the time. By the way, when you know you are going to disappoint someone, you can try to let them down gently. And that's English at the Movies. I'm Kelly Jean Kelly. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. I'm really excited today. We're talking about reported speech. Why are you so excited about that? Because it is very useful for English learners to know. Native speakers use reported speech in everyday conversation. What part of reported speech do you want to go over? I was thinking about informal reported speech. That sounds good. Sometimes Americans use strange verbs and verb tenses when they report speech. In conversation, Americans often quote direct speech, the exact words a person said. Exactly. And in writing and formal reported speech, people use the past tense. For example, Sammy was walking to school. He saw his friends and said, "I won the lottery." But sometimes, when telling a story, Americans report speech with the present tense instead. Right. So the earlier example would then be, Sammy was walking to school, he sees his friends and says, "I won the lottery." But why does the tense change from past to present then? Because the present tense makes the story sound more immediate and exciting. This is what we call the historic present tense. The good news is that you don't need to memorize this verb tense. You do not ever need to use it either. But it's still good to know, so you won't be confused when you hear a native speaker use it. Welcome to the Voice of America's News Words. This news word involves a clash between protesters and supporters of Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Dissent. The protesters were supporters of Selahattin Demirtas, a pro-Kurdish politician arrested last year in Turkey. Rights groups say his arrest was part of Turkey's restrictions on dissent. Dissent is public disagreement with an official opinion, decision, or set of beliefs. Political dissent is an action that shows dislike of the policies of a governing body. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay bên dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video hay bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.